dấu hiệu của triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy nhìn thấy các dấu hiệu của thời đại, qua đó nhận ra rằng triều đại Thiên Chúa đang gần kề. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay, chúng ta tụ họp tại đây để cử hành thánh lễ trong bầu không khí của niềm vui và hy vọng. Tin mừng hôm nay mang đến cho chúng ta một lời mời gọi sâu sắc từ Đức Giê-xu. Hãy nhìn thấy các dấu hiệu của thời đại. Ngài muốn chúng ta không chỉ sống trong hiện tại mà còn nhận ra rằng triều đại Thiên Chúa đang gần kề. Qua bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những dấu hiệu đó, cách mà chúng ta có thể nhận ra và sống theo những dấu hiệu ấy trong đời sống đức tin của mình. Trong tin mừng, Đức Giê-xu nhắc nhở chúng ta rằng có những dấu hiệu mà chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh mình. Thực tế, không chỉ riêng trong thời của Ngài, mà ngay cả trong thời đại hôm nay, chúng ta vẫn có thể nhận thấy những dấu hiệu này. Đó có thể là những sự kiện tự nhiên, các cuộc xung đột, sự khủng hoảng về đạo đức và những biến đổi xã hội đang diễn ra. Tất cả những điều này không phải chỉ là những biến cố ngẫu nhiên, mà là những dấu hiệu mà Thiên Chúa cho chúng ta thấy Ngài đang hoạt động trong lịch sử nhân loại. Chúng ta hãy mở lòng để nhận ra những dấu hiệu này. Ví dụ, trong những năm gần đây, chúng ta chứng kiến nhiều thiên tai, dịch bệnh và bất ổn xã hội. Những điều này có thể khiến chúng ta lo lắng và hoang mang, nhưng chúng cũng là cơ hội để chúng ta kiểm điểm lại chính mình và đời sống đức tin của mình. Liệu chúng ta có đang sống xứng đáng với tiếng gọi của Thiên Chúa không? Khi Đức Giê-xu nói rằng triều đại Thiên Chúa đang gần kề, Ngài không chỉ muốn chúng ta biết rằng thời gian đang đến gần, mà còn muốn chúng ta nhận thức rằng triều đại Thiên Chúa không chỉ là một khái niệm xa vời trong tương lai, mà là một thực tại mà chúng ta có thể cảm nhận ngay bây giờ. Triều đại Thiên Chúa được hiện thực hóa qua việc chúng ta sống trong tình yêu, trong hòa bình và trong công lý. Hãy thử nghĩ về những gì chúng ta có thể làm để xây dựng triều đại Thiên Chúa ngay trong cộng đồng của chúng ta. Điều đó có thể đơn giản như việc giúp đỡ những người cần giúp đỡ, sống chân thật, công bằng và yêu thương. Đừng quên rằng mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều có thể trở thành dấu hiệu cho những người xung quanh nhận thấy rằng triều đại Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta sống trong tình yêu và hy vọng. Ngài nhấn mạnh rằng ngay cả khi chúng ta phải đối diện với thử thách, đau khổ hay những dấu hiệu khó khăn của thời đại, chúng ta không được phép mất hy vọng. Vì khi chúng ta nhìn thấy những dấu hiệu ấy, chúng ta biết rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện để có thể nhìn thấy những dấu hiệu của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Hãy tin rằng, dù trong những lúc khó khăn nhất, Chúa vẫn đang hành động để hướng dẫn và bảo vệ chúng ta. Chúng ta được mời gọi trở thành những người gieo rắc hy vọng cho người khác, là ánh sáng dẫn đường cho những ai đang lạc lối. Cũng như cách ta nhìn thấy cây vả đâm chồi mà biết rằng mùa hè đang tới, những dấu hiệu trong cuộc sống và thế giới cũng cho thấy triều đại Thiên Chúa đang đến gần. Hãy biết nhạy bén với các dấu chỉ của thời đại, nhận ra lời mời gọi của Chúa để sửa đổi đời sống và gia tăng đức tin để đón chờ triều đại Thiên Chúa. Sự nhạy bén này không chỉ đơn thuần là khả năng quan sát hay nhận biết những điều xảy ra xung quanh ta, mà còn là sự mở lòng đón nhận và phản ứng tích cực trước những dấu hiệu Thiên Chúa gửi đến. Chúng ta sống trong một thế giới đầy biến động, nơi mà những thay đổi diễn ra nhanh chóng và không thể đoán trước. Mỗi sự kiện, mỗi cuộc khủng hoảng, hay thậm chí mỗi niềm vui đều mang đến cho chúng ta một cơ hội để suy ngẫm về ý nghĩa của nó trong ánh sáng của đức tin. Chúng ta hãy đặt câu hỏi, những sự kiện này có thể là lời mời gọi của Thiên Chúa không? Có thể là Ngài đang kêu gọi chúng ta thức tỉnh, sửa đổi và trở về với Ngài không? Hãy mở lòng để nghe tiếng Chúa trong những sự kiện thường nhật của cuộc sống. Sửa đổi đời sống là một quá trình liên tục và không dễ dàng, nhưng đó là một phần thiết yếu trong hành trình đức tin của chúng ta. Khi chúng ta nhận ra các dấu hiệu mà Chúa gửi đến, chúng ta được mời gọi không chỉ để suy ngẫm mà còn để hành động. Điều này có thể bao gồm việc thay đổi thái độ, hành vi, hoặc thậm chí những thói quen không phù hợp với lời Chúa. Hãy nhớ rằng, việc sửa đổi không chỉ là một hành động cá nhân, mà còn là sự đóng góp của chúng ta vào việc xây dựng một cộng đồng yêu thương và công chính. Cuối cùng, để có thể đón chờ triều đại Thiên Chúa, chúng ta cần gia tăng đức tin của mình. Đức tin không phải là một trạng thái tĩnh, mà là một hành trình liên tục. Hãy dành thời gian để cầu nguyện, tham dự thánh lễ và lắng nghe lời Chúa. Những thực hành này không chỉ giúp chúng ta củng cố đức tin, mà còn giúp chúng ta trở nên nhạy bén hơn với những dấu chỉ của Thiên Chúa trong cuộc sống. Khi chúng ta biết nhạy bén với các dấu chỉ của thời đại, chúng ta sẽ không chỉ sống một cuộc đời bình thường, mà sẽ trở thành những nhân chứng cho sự hiện diện của Chúa trong thế giới này. Chúng ta sẽ có khả năng sửa đổi đời sống của mình để sống xứng đáng với ơn gọi mà Ngài đã dành cho mỗi người. Và hơn hết, chúng ta sẽ được chuẩn bị để đón chờ triều đại Thiên Chúa, một triều đại tràn đầy tình yêu, bình an và hy vọng. Hãy cùng nhau sống với tinh thần tỉnh thức và chuẩn bị cho ngày mà Chúa sẽ trở lại, như Ngài đã hứa. Amen. Hãy sống một cuộc đời chuẩn bị tâm hồn, và khi thấy dấu hiệu của tình yêu, lòng trắc ẩn, và sự đổi mới trong cuộc sống, hãy biết rằng Chúa đang hoạt động và triều đại Ngài đang đến gần. Chuẩn bị tâm hồn không chỉ đơn thuần là một hành động cá nhân, mà còn là một cuộc hành trình liên tục. Đó là sự mở lòng, sẵn sàng đón nhận ân sủng và những ơn gọi từ Chúa. Để làm điều này, chúng ta cần dành thời gian cho việc cầu nguyện, suy niệm và lắng nghe lời Chúa.
Khi chúng ta lắng nghe, tâm hồn sẽ được thanh tẩy, và từ đó, chúng ta có thể nhận ra những dấu hiệu của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Tình yêu là dấu hiệu lớn nhất mà Chúa gửi đến chúng ta. Những hành động yêu thương từ người khác, những khoảnh khắc đồng cảm, và sự giúp đỡ trong cộng đồng là minh chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Khi thấy những điều này xảy ra, chúng ta cần ghi nhận rằng đó chính là cách Chúa đang mời gọi chúng ta sống theo cách mà Ngài mong muốn. Hãy trở thành những người mang tình yêu ấy đi khắp nơi, chia sẻ nó với những ai xung quanh ta, đặc biệt là những người đang cần nó nhất. Lòng trắc ẩn chính là trái tim của sứ vụ Kitô giáo. Khi chúng ta thấy những người khốn khổ, những người cần giúp đỡ, hãy để lòng trắc ẩn thúc đẩy chúng ta hành động. Những dấu hiệu của sự đổi mới trong cuộc sống không chỉ đến từ chúng ta, mà còn đến từ những điều Chúa đang thực hiện trong tâm hồn mỗi người. Khi thấy sự thay đổi tích cực, những điều tốt đẹp xảy ra trong chính chúng ta và trong cộng đồng, đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy triều đại Thiên Chúa đang đến gần. Cuối cùng, chúng ta hãy sống với một tâm hồn luôn sẵn sàng, luôn chuẩn bị đón nhận tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa. Hãy để cho tình yêu, lòng trắc ẩn và sự đổi mới dẫn dắt cuộc sống của chúng ta, và hãy luôn nhận ra rằng Chúa đang hoạt động không ngừng nghỉ trong thế giới này. Khi sống theo cách đó, chúng ta không chỉ là những người đón chờ triều đại Thiên Chúa, mà còn trở thành những công cụ trong tay Ngài để thực hiện kế hoạch lớn lao của Ngài trên trái đất này.